Họ chưa có lấy chồng, một tuần là Thanh với nhỏ bạn hẹn nhau đi ăn ốc hết 5 ngày rồi. Ăn riết mà ta nói cái chị đó cứ tưởng hai đứa đang chơi ôm môi. Ôi là trời, dễ sợ thiệt. Hên đó là hai đứa mê trai chứ không có mê nhau. Mà hầu như mấy cái quán ốc ngon rẻ ở Bình Thạnh là tụi Thanh biết hết. Nhưng ngon nhất vẫn là cái món ốc hương xào bơ tỏi với tép mỡ này nè. Bữa nay thử làm cho chồng ăn coi có bị ghì như Thanh không nha. Khi ốc đã sôi lên được 3 phút rồi thì mình tắt bếp, phi thơm bơ tỏi, cho một muỗng ớt rim, hai muỗng dầu hào và hai muỗng nước lọc. Ớt rim đã có vị ngọt rất ngon rồi cho nên Thanh không cần phải cho đường. Quan trọng là không thể thiếu được tép mỡ và tỏi phi nha. Rồi ta nói làm tới đây mà cái mùi thơm nó sọc lên mũi luôn á. Tóp mỡ thì giòn ngon, béo ngậy, mà đem chấm với muối ớt đỏ nữa là chồng Thanh ổng ghiền luôn rồi mọi người ơi.